Dạ, mến chào bà con và các bạn đến với kênh Lê Nguyễn và Nhà Vườn Văn Giang nha. Hôm nay đến với nhà vườn có một số mặt hàng hoa giấy cần giao lưu với bà con. Hoa đang rực rỡ luôn nha, cây gốc đế đẹp. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng chi tiết và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. À. Ra cho anh Giang. Rồi chào bà con miền Trung Bắc gần xa, chào anh Liêm. Nè, số hoa giấy phục vụ cả nhà mình về trang trí ngắm hoa chơi cả nhà mình đây. Đó, cho những lúc mệt mỏi ha, thư giãn. Đầu tiên là cây số 1, hai màu cả nhà. Tím bướm và trắng tuyết ha, dòng siêu bông không cả nhà mình đây. Mã số 1 ạ. Siêu bông rực rỡ. Cao này là 70. Ngang đây đây thì 65 ha. Xong làm 70. Đó, có hai hướng. Đây góc nó bự kìa. Quanh cổ đây là 19 hơn cái nhà mình đây. Đấy mình được nha. Giờ cái này xin giới luôn cái nhà mình là 360k cái nhà mình đây. 360. Cho mã số 1 hai màu ha. Trắng tuyết và tím bướm mà dòng siêu bông không nghe cả nhà. Mã số 2. Xỏ bông này. Cái này là cũng hai màu luôn, Này cũng hai màu luôn cả nhà mình đây. phối màu rực rỡ ha, tím tím trắng trắng. Này là tím bướm. Tím bướm với lá ngọc cành vàng. Lá ngọc cành vàng nó có lúc mà nó có cái nhánh thì nó đỏ vậy, có nhánh thì trắng như hồng răng nha. Đột biến ha. Đột biến vậy đó. Mã số 2 cái nhà đây. Cao nó 85 ạ. Ngang đây thì tính 70, đạt là 70 cái nhà. Quá xa bông rồi. Quá xa tàn thiệt à. Mình cổ nó 13 yếu cái nhà đây, tính 12 rưỡi đi ạ. Hai bo hai nhánh tàn vậy cái nhà. Mã số 2, cái hai màu ạ. Tím bướm và cành vàng lá ngọc. Rồi, cái này xin cho luôn cái nhà mình là 320k cái nhà mình đây. 320. Cho em hai màu này ha. Gỡ nhỉ. Đó. Đây một màu, có một màu mã số 3. Cái này hoa nó có cái thì tàn, có cái thì đọt hay mới ấy. Tìm Tím bước. bướm, đúng rồi, Tìm mã bước số là 3 bốn cả tiếp. nhà. Cao đây là 70, ngang đây là 70. Quay đây đo góc này, còn cổ đây là 11 rưỡi cái vàng, gần 12 ha. Đó, đã đứng lên thì như vậy nè, đến đó gu gu vậy ha. Mã số 2, cái này xin giới luôn cái Số nhà mình là 3. 280k cái nhà này. Mã Mã số 3 số chứ, 3. 280 cho cái tiếng bướm này ha. Mã số 3 cái nhà em ưa nhảy số. Mã số 4 đây, hai màu luôn cái nhà này. Một đóa hoa luôn. Trắng tuyết nha bà con. Và tím Và bướm tím à, bướm. này là thấy bông không là Hoa nó lá. già nè, rồi nó đang đang ra tiếp tục hoa non mới Đúng rồi, nè. đây đây quay kỹ để em liền. À, dòng siêu hoa vậy à, để em ngắt cái bông nở rồi không, dưới đây có búp tết ha. À, già là tự đâm tự nách cái bông theo luôn, mấy dòng tuyết này nghe cả nhà. Cao nó 74 ạ. Ngang nó 65, tính 60 đi, giờ do đặt cao ngang 60 cái nhà. À, hoành cổ ngay cái cổ này là 23 cái nhà, cái cổ này ha, hai màu. Mã số 4, trắng tuyết và tím bướm cả nhà. Cái này xin giao lưu cái nhà mình là 370k cái nhà mình đây. Trăm bảy Cho các em hai màu này ha. rồi À, mã số 4 ạ. Tính tiếp với dòng siêu bông này. Mã số 5, đây hai màu tuyết ạ. trăng tiết tím tiết Cao đây tính 80 ở đây cả nhà. Cao 80. Ngang đây 60. Đây, đây nữa đây. Lắc lượng vậy nè. Vành cổ nó 11 cái nhà này. Này con gọn ha, lắc lượng nha. Rồi. Cái này xin giới luôn cái nhà là 270k cái nhà mình này. 270. Cho cái hai màu này ha, trắng tiết và tím tiết ạ. Mã số 5 cả nhà. Đây đầu lên hàng mini cái kìa. Mã số 6 đó. À. Hàng Cẩm mini thì thạch. đã có sẵn rồi cả nhà. Cẩm thạch siêu hoa ha. Cẩm thạch tím siêu bông, hàng ghép rễ nhỏ cả nhà. Đây nè ha. Nuôi lâu mới được tàn đặc nha. Cao này thì 45 ạ. À. Ngang này 45 luôn cả nhà mình ơi. Cao 45, ngang 45 ha. Vành cổ cái chỗ cái rễ này là 10 10 yếu cả nhà này. Đó. Cái này Đầu xin cho luôn cái nhà đầu mình rễ. là 260k cả nhà. Rồi. Bao ship, ship luôn chậu gì chơi luôn nha cả nhà. Phúc lộc thọ. À, 260 phút lộc thọ luôn nha. Mà
số 6 206 em tím bướm mini, cẩm thạch tím mini. Ủa cẩm thạch tím nha. Cái mã số 7 cũng vậy luôn cả nhà ơi. Này thì chậu tròn nha. Số 7. Cũng cẩm thạch tím mini luôn cả nhà ơi. Hàng vô chậu sẵn luôn nè. Cao nó 50. Ngang đây 50. À, cái này cái ghế này hơi bự chút ha. Mình cổ nó 15 cái nhầm nè. Đó. Ghế còn nằm đây lắc lượng nha. Mã số 7. Cái này xin vô luôn cái nhầm là 270k cái nhầm nè. 270. Chip luôn chậu vậy nha cả nhà. Nó đặt như vậy. Đó. Mã số 7 à. Còn cây còn con mã số 8. Này thì cỏ lên quá xa. Cẩm thạch tím siêu bông. Cẩm thạch tím đang bấm cái nha. Cao nó là 66 ạ. À. Ngang đây 50. Mình có đây là 11 cái nhà mình đây. Rồi, cái này xin giao lưu cái nhà mình là 270k cái nhà mình đây. 270. Cho cái cẩm thạch tím mã số 8 cái nhà. À, đặt khùi luôn ha. Đang bấm. Trên mã số 9 em tím bướm. Hoa này có muốn già. Tím bướm nha, cây này hoa già ha. Cao nó 70. Ngang cũng 70 luôn cái nhà mình đây. Một rễ có một rễ lắc lượng nha cả nhà. Cây này về bà con mình con tàn lại chơi hoa đợt sau là cổ 14 rữ cái nhà mình đây. Mã số 9 cái nhà. Đó về cái nhà thay chậu quân tàn này tùy thích ha. Mã số 9. Cái này xin vô luôn cái nhà mình 280k cái nhà mình đây. 280 mã số 9 nè, tím bướm cả nhà. Rồi. Lên mấy cái bự kìa. Mà số 1. Giúp màu ha. Khá là to luôn. Này nhiều màu cả nhà. Phối màu nhiều đẹp nha bà con. Tím sen thái ha. Sen thái 1. Ừ. Đỏ thái. Đỏ thái là 2. Tím tuyết. Ủa lộn, hồng tuyết là 3. Hồng tuyết là 3 cả nhà. Trắng tuyết là 4. Trắng tuyết là 4. Rồi, 4 màu. Rồi 4 màu cái nhầm đây, 2 màu tiết, 2 màu thái cả nhà. 2 màu tiết, 2 màu thái. Cao tới đây là 90. Ngang vậy là 95 cái nhầm đây. Cao 90 ngang 95 ạ. À. Bình cổ nó 20 rưỡi cái nhầm đây. Đó, à, có chậu vậy luôn nha cả nhà, bộ đế nè. Rồi cây mã số số 10 cái nha. Cái 4 màu. Này em xin giao lưu là 950k cả nha. 950. 950. Bao ship ship luôn chậu vậy nha cả nhà. Cây to đùng luôn ha, tàn quá khủng, tàn bằng kia luôn. Mã số 10 ạ. À. Củ đế cũng sạch đẹp khá to. Đây mã 11. Có đòi có cặp luôn. À chừng cây này bông nhiều nè. Đem nhổ cô cái này nè, cái gì? Đó, ra bằng cua nè, cả nhà gì ăn thịt bò thoải mái luôn. Mã 11 cả nhà, nhiều màu luôn. Cái này là cây đang hoa xum xê quá xá rồi. Đỏ, đỏ lửa, lửa. À, đỏ thái này, đỏ thái. Đỏ thái. Ờ à, đúng rồi, cái lá đỏ thái. 1. Cam lửa, cam lửa, tím tiết là 3. Trắng tiết, trắng tiết là 4. Này lửa nè, có lửa nãy. 4 màu. Bỏ lửa, cam lửa, trắng tiết, tím tiết. Dạ màu tím gì nè? Lửa ruby. Tím lửa nè cả nhà. Là 5 màu. 5 màu cả nhà mình đây. Quá chừng luôn rồi. Như là 3 màu lửa, 2 màu tiết ạ. À. Đó. Là 5 màu cả nhà. Cây này cao 85 ạ. À. Ngang đây là 95 cả nhà mình đây. Ngang thước em để về 95 ha. Đo nhiệt tình hơn cả mét hơn. Rồi quanh cổ này trời ơi đo không không thấy. Giặt lên dịch tiếp cơm. À, vậy mà thấy cái đế nè. Quanh cổ này 23 cả nhà nè. Bởi đế như trên hình nha cái nhà. Để em giặt. Đó. Cây khá là đẹp luôn. Quá xỏ tàn. Rồi. Cây số 10. Thấy à. Cây 11, cây 11. Cây ngũ sắc nha cả nhà. À, cái này em xin giao lưu là 950k luôn cả nhà mình đây. Quá chừng luôn rồi. 950 cho cây tàn thùm lùm luôn nha. Em ship luôn chậu vậy nha cả nhà. Tàn này để tàn thả tự nhiên nè, cho nên hoa nó ra dài theo cái đọt đó bà con ơi. Đúng giấy mình chơi hoa dài theo nó rất là xum xê luôn. Mã số 11 ngũ sắc ạ. À. Như lùi 950 luôn nha cả nhà. À chừng
tiếp cái nữa coi. Hàng khủng luôn. Mấy cái hàng má 12. Má 12. Bưng lên không muốn mệt rồi. Cây này cũng nhiều màu nha. Má 12 cả nhà. Cái này nhiều màu, điểm màu ha. Phụng hoàng lửa. Ừ, phụng hoàng lửa. Hồng tiết. Hồng tiết. Tím, tím tiết là 3. Này hồng. Đỏ khối. Đây, tím ở tím khối là 4. Tím khối là 4. Khối là 4. Cam lửa. Cam lửa là 5. 5. Trước mắt là thấy rồi đủ 5 màu trắng ha. Trắng tiết. Trắng tiết, tím tiết là 2 à. Tím tiết là 2. 3 màu tiết. Hồng tiết là 3, 3 màu tiết. Phụng hoàng lửa là 4. Cam lửa là 5. 5. Rồi 5 màu. 5 màu cả nhà. Khối nữa. Tím khối này 6. Khối là 6. Đây lá tròn tròn nữa nè. 6 màu. Tính cây này 6 màu cả nhà. Mã số 12 ha. Cao 85 ạ. Tá ngang này 80-90 cái nhàm nè. Cao 85, tá ngang 90 nha. Thôi bởi đế nè. Đế quá trời đẹp luôn. Quá đẹp à. Một cục. Quanh cổ là 27 cái nhàm nè. Gom cắn khừ luôn nè. Đây qua đây cũng gom đặt nha cả nhà. Đó. Mã số 12 ạ. Cây 6 màu. Cái này xin giới lưu của nhà mình là 950k luôn cả nhà mình nè. 950. Bao ship ạ. 6 màu. À, bên em giới lưu hoàn toàn bao ship đó nha. 950 cho mã số 12 ha. Mình tin cái này mã số 13. Đây thì tàn phá tự nhiên. Cái tàn tên gì cả nhà rồi. Cắt bo hay là sửa tàn cũng được ha. 13. Cây này nó hơi xuống bông mà. Đúng rồi. Trắng phớt hồng. Tím sen. Đỏ. Đỏ là 3. Cam. Cam là 4. 4 là màu hồng. Đúng rồi, 4. Có một màu mới nữa nè. Đây màu hồng tiết nữa nè. À, không tiếc nữa là 5. 5. Quá cha. Cái này 5 màu cả nhà. 5 màu ha, mã số 13 vẫn là ngũ sắc luôn. Cao này 85. Ngang vậy 90 cái nhà mình đây. Cái này nó hoa nó dài cả nhà. Cái đế nó hơi dài hơi bài ha. Đế này hơi bài bài. Còn cổ này thì nó 23 hơn cái nhà mình đây. Dán bài ha, dán bài lắc lượng hơi. Còn mình về mình con tàn lại bớt hoặc là mình để thì nó sẽ ra đọt nắp. Đúng ra rồi. Hoa nắp thêm. Mã số 13 cái nhà, cây 5 màu ha. Như luôn cái nhà mình là 950k luôn cái nhà mình đây. 950. Mã số 13, tàn bự quá quẩy dính bên kia. Mã số 13. Đây mã số 14. Mã số 14. 4 nha. Cây này cũng bông xum xê luôn nha bà con. Cũng nhiều màu ha. Tím lửa ruby nè, bông rực rỡ màu tím. Tím lửa ruby. 1. Cam lửa. 2. Đỏ lửa luôn. Đỏ lửa là 3. 3 màu lửa. Trắng tiết, tím tiết. 4. Ủa trắng tiết, hồng tiết là 5 6. 5. Tím tiết là 6. 3 màu tiết, 3 màu lửa cả nha. 3 màu tiết, 3 màu lửa. Ôi ôi, mà Tết mà phải thấy được màu ra, Tết không có thấy màu. Là 6 màu. 6 màu cả nha. Cao này 80 đi, sụ đọt à. Ngang này 95. Bông nặng hoàng đọt luôn ha. Bông nặng hoàng sụ. Bình cổ đây là 21 gửi gần 22 cái nhầm đây. Đế gom như trên hình nha. Gom đặc đẹp. À, cái này nó bị bung gì à, lột dây gắn với dẫn xanh bình thường nha. Mã số 14 ha. Rồi, dẫn 900 gửi cho cây 6 màu luôn đó nha. 3 màu tiết, 3 màu lửa. Quá chừng luôn rồi. Mã số 14 rồi nha, 3 màu tiết, 3 màu lửa, dẫn 950. Rồi. Mã số 15 ha. 15, một cây dưa hấu. Dưa hấu. Dưa hấu đỏ cả nhà nè. Cao tới đây là 70 hơn. Ngang đây 70 luôn. À, đây cổ rồi nha. Quanh cổ là 28 yếu 27 gửi nữa nha. À, đế nó bài như trên hình luôn nè. Lùng lực, lùng lực. Cái này xin như luôn nha, 450k cho cây dưa hấu nha ha. Dưa hấu đỏ mã số 15 cái nha. Đang búp nụ nhiều luôn rồi con ơi. Đó 400 gửi mã số 15 ạ.
mã số 16. Cành vàng. Cành vàng lá ngọc và hồng gân nghe cả nhà. Và hồng gân. Hai màu 16 đang búp ha. Cao nó là 68 ạ. À. Ngang này 65 ạ. À. Ồ cái gốc nó đặt gì? Để đặt. Dán thứ bay. Quanh cổ là 100 mấy gì? Lộn rồi. Quanh cổ là 24 cái nhầm đây. Đó. Dẫn 450 mã số 16 nha. Cành vàng lá ngọc và hồng gân ha. 450. 450 cho em đế và đặt thì luôn. Rồi. Trời ơi. Không có tàn cái đế chứ sao. Mã số 17. Dưa hấu. Biết cái dưa hấu nè. Dưa hấu tàn tự nhiên nè bà con ơi. Quá chừng luôn, nó nở sum xê hết. Chùm chùm ha, nó cái nặng cái hoa cái nó rủ xuống ha, đúng sụ xuống. Kêu là sụ xuống đi. Cao là 70. Ngang vậy nó còn là 70 cái nha. Sụ xuống cái đế này luôn. Nguyên cục thôi ha. Mình có đây là 24 nha. Ờ này dính chắc rồi ha. Lỗ 24 đang đầm lên ha. Chắc keo rồi. Một tược luôn nghe cả nhà. Một boy. Nhánh là mã số 18 nha. Cái này dẫn 450 luôn cái nhầm đây. Dưa hấu đỏ mã số 18 à, ở 17 chứ. Rồi. Mã số 17 450 ạ. Mã số 18. Trắng tiết, tím tiết. Đỏ lá gấm. Hồng tiết nha nha. Bốn màu luôn. Có hồng tiết nữa. Ba màu tiết và một màu trắng tiết, tím tiết, hồng tiết và màu gấm ha, lá gấm, lá tiết ha. Bốn màu. Cao đây là 80. Ngang đây là 78 ạ. Quá cỏ, bức cỏ à. Mình cổ đây là 23 cái nhầm này. 23 hơn luôn. Bởi đấy ngộ. Lắc lượng đó. Cỏ lắc ha. Mã 18 cái nhà. Rồi, cái này xin luôn cái nhà 450k luôn cái nhà mình đây. Vàng tùm lum. 450 cây 4 màu nghe nha. Mã số 18 ạ. 3 màu tiết và màu lá gấm lá tiết. Mã 19. Hai màu lửa cái nha. Tím lửa và đỏ lửa ha. Quá wow, chừng nè. Đây. Cao này là 70. Ngang về cũng 70 luôn nha cả nhà. Hết biết cái xỏ bông. Sát này nữa nó cũng bông là đâm tược nách, đâm đọt có bông theo luôn nha cả nhà. Mã số 19. Cao 70. Quần cổ đây 20 cái nhà này. Hai màu lửa, đỏ lửa và tím lửa ruby. Đỏ lửa và tím lửa. Đó góc đế như trên hình ha. Rồi. Cái này em xin giao lưu là 350k cả nhà cho hai màu lửa này ha. 350. Trên mã số 19 cả nhà. Rồi. Ok. Lên mã chót rồi. Mã 20. Một màu lửa cả nhà ơi. Một màu lửa, đỏ lửa. 20. Đỏ lửa. Cao này nó 75. Ngang gì 75. Đây quay đây cho thấy góc rồi. Đó. Thấy chưa? Rồi. Quanh cổ 14 của nhà mình đây. Cái này xin giới lưu của nhà mình 300k cái đỏ lửa này cái nhà mình đây. 300k. Đó. Rồi. Đây là mã 20 nhưng mã chót cả nhà. Dường có nghe Giang chân thành cảm ơn nhà nó xem hết video. Cả nhà hợp nhãn alo số điện thoại của em là 0795428752. Anh Liêm Kim trên màn hình nha. Rất mong sự ủng hộ cả nhà, một nút thích và lượt đăng ký kênh dùm anh Liêm Nguyễn cả nhà. Rồi chào cả nhà. Rồi cảm ơn Văn Giang nha, cảm ơn bà con luôn. Những bà con nào mà đã đăng ký kênh, ủng hộ kênh trong thời gian qua thì rất là cảm ơn bà con nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo nha.